Bán dưa hấu làm giàu. Ngày xưa, vào thời vua Hùng, có một chàng trai tên là Mai An Tim. Chàng nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh, tài trí hơn người, nên được nhà vua rất mực yêu mến. Mặc dù được nhà vua tin dùng ở triều đình và được ban cho rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng chàng vẫn chăm chỉ làm lụng. Chàng ơi, thôi chàng dừng tay vào dùng bữa đã. Ngày mai, chàng phải vào cung sớm để bái kiến đức vua rồi. Cảm ơn nàng. Ta xong việc rồi đây. Xét thấy Mai An Tim thông minh, tài trí hơn người, đã cùng các quan đại thần giúp ta hoàn thành nhiều việc lớn. Này, ta ban thêm cho Mai An Tim 1.000 lượng bạc, cùng 100 sắp lụa tốt, 10 lượng vàng và 1 viên hồng ngọc. Mai An Tim quả thật có phúc. Được vua yêu mến tin dùng, còn ban cho nhiều bổng lộc. Kính thưa đức vua, được đức vua ban cho nhiều bổng lộc, hạ thần vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, hạ thần xin phép được từ chối. Sao cơ? Lại có người dám cả gan từ chối bổng lộc của vua ban sao? Người nói gì cơ? Tại sao? Người dám... Dạ, kính thưa đức vua, hạ thần nghĩ rằng của cải của mình làm ra mới là của mình. Của cải của người khác mang đến, đó là của nợ mà sau này mình nhất định sẽ phải trả. Nhà ngươi đã không tôn trọng bổng lộc mà trẫm ban cho, vậy từ nay ngươi sẽ không nhận bất kỳ bổng lộc nào của ta nữa. Để ta xem ngươi sẽ sống ra sao. Hãy đầy cả gia đình Mai An Tim ra đảo hoang. Trên đảo hoang này thì chúng ta chết mất thôi. Chúng ta có đôi bàn tay. Đôi bàn tay này sẽ làm ra của cải. Chỉ cần vợ chồng mình đoàn kết đồng lòng, rồi chúng ta sẽ không sợ chết đói. Ở đây không có thức ăn, không có nước uống. Làm sao chúng ta sống được đây? Em hãy tin anh. Chúng ta có sức khỏe, có đôi tay, có trí tuệ. Chúng ta sẽ sống được. Có nước ngọt rồi. Ồ, một loại hạt lạ mà ta chưa thấy bao giờ. Nhưng chim ăn được, chắc chắn người ăn được. Ta cứ thử trồng xem sao. Ngày ngày, Mai An Tim hết sức chăm bón loài cây lạ. Không phụ lòng Mai An Tim, cây đã lên mơn mởn, hoa nở trắng xóa. Thôi chết rồi, lại sắp mưa to gió lớn rồi, phải che chắn gấp cho cây. Bố ơi, quả lạ lớn quá kìa. Để bố bổ cho con ăn nhé. Quả lạ ngọt quá mình ơi. Mình ăn thử xem này. Ngon quá. Một thời gian sau, có cơn bão xảy ra. Một số tàu buôn dạt vào đảo hoang. Mai An Tim tiếp đón họ niềm nở, thân tình. Thấy có thứ quả lạ, ngon, họ đem đổi loại quả đó lấy nhiều vật dụng cần thiết. Nhờ đó mà gia đình Mai An Tim trở nên sung túc, đầy đủ. Chắc đức vua chưa bao giờ được thưởng thức quả ngọt như thế này. Ta phải gửi về cho đức vua thưởng thức cùng mới được. Mình lấy con dao ra đây. Chúng ta sẽ khắc tên mình lên quả gửi ra đại dương. Rồi một ngày bệ hạ sẽ nhận được loại quả ngon này. Nhưng đức vua đã đầy chúng ta ra đảo hoang. Đó là vì đức vua đã hiểu lầm ý của ta. Khi nhận được những quả này, đức vua sẽ hiểu ra. Một loại quả lạ kìa. Vớt nó lên xem là quả gì. Có khắc tên Mai An Tim này. Tâu với đức vua xem sao. Muôn tâu đức vua, có một loại quả lạ trôi lên đên trên biển. Trên loại quả đó có khắc tên Mai An Tim. Vậy ư? Vậy ngươi dâng lên đây ta xem. Thế là Mai An Tim còn sống ư? Các ngươi lên đảo hoang xem Mai An Tim sinh sống thế nào trên đảo. Dạ, hạ thần đã dò xét. Mai An Tim đang sống rất sung túc trên đảo. Ta thật cảm phục nghị lực, ý chí, lòng quyết tâm của con đã nói đúng.
của cái mà mình làm ra mới là có giá trị nhất. Còn của biếu là của lo, của cho là của nợ. Hãy cho gọi cả gia đình Mai An Tim về đây cho ta. Mai An Tim trở về đã phân phát hạt giống cho người dân, làm giàu cho nước Việt một loại cây quý. Đó chính là quả dưa hấu ngày nay. Đốt cháy giai đoạn. Cha, ông đúng là họa sĩ tài ba mà. Ông vẽ bức tranh hoa sen đẹp thế, nhìn như thật vậy. Mất bao ngày ông phát thảo rồi lên màu đó. May mà cũng được như ý. Ông ngoại, ông có tin là cháu sẽ vẽ được như ông không? Ta tin chứ. Cháu ngoại của ông rất có năng khiếu hội họa. Mấy lần sang nhà thấy giá vẽ, bút vẽ là ông biết cháu cũng không phải dạng vừa rồi. Mà cháu học vẽ từ khi nào vậy? Cái này là gen của ông ngoại đó ạ. Cháu cũng không học đâu cả. Kiểu như bản năng ấy ông ạ. Cháu chỉ cần nhìn người ta dùng cọ, dùng màu như thế nào là cháu có thể bắt chước được luôn. Thế thì cháu mà học vẽ bài bản về bố cục, màu sắc khung hình nữa thì chắc sẽ vẽ lên tài lắm đây. Ôi, cháu ngại học lắm. Học vậy mất thời gian. Với lại cháu thấy mình pha màu, lên hình cũng có kém ai đâu. Tự dưng đang vẽ được thế này mà quay lại học màu với bố cục thì nhàm chán lắm. Ông xem này, cháu vẽ đó. Hình như đây là bức đồng quê của họa sĩ Ngọc Lan. Vâng, đúng của họa sĩ Ngọc Lan đó ạ. Cháu thấy bức đó đẹp quá nên chép lại. Vậy thì không được. Cháu phải vẽ do chính mình sáng tác thì mới là họa sĩ. Còn như thế này thì cũng chỉ là thợ thôi. Thợ chép tranh. Thợ gì mà thợ, có phải ai cũng vẽ được như cháu đâu. Thôi, cháu không nói chuyện với ông nữa. Cháu về đây. Ôi, không ngờ Dũng có hoa tay thế, vẽ đẹp thế. Ông đúng là giấu nghề nha, đúng là họa sĩ tài ba. Tranh cậu vẽ nhiều thế này, cứ rào bán đi, kiểu gì cũng được khối tiền đó, bán đi. Cậu nói chí lý, mình bán kiếm chút tiền mua màu chứ nhỉ. Tranh này họa sĩ Giang Phạm vẽ giá hơn 20 triệu đó, mình chỉ cần bán 2 triệu thôi. Đúng là sáng kiến hay. Cháu chào ông ạ. Có chuyện gì mà nhìn mặt buồn thế cháu? Chán quá ông ạ. Những tác phẩm của cháu không được công nhận. Đã vậy còn bị người ta kiện vì vi phạm bản quyền. Cháu... Lại nghiêm trọng vậy cơ à? Bức vào thu của Giang Phạm, cháu có chép lại bức này và đăng lên mạng bán. Vừa rồi có người gọi điện yêu cầu cháu gỡ bài xuống, nếu không họ dọa kiện vì vi phạm bản quyền. Thì đúng là vi phạm bản quyền rồi. Lại cả ông cũng nói vậy. Này, hôm nay tâm trạng cháu không vui. Hay là cháu cứ ở lại đây với ông, trưa nay ăn cơm với ông. Vâng. Ông cháu mình cùng xem phim một lúc nhé. Xem phim sẽ khiến tâm trạng cháu tốt hơn đấy. Vâng. Ai chà, phim mới vào mở đầu đã kịch tính thế. Cháu ít xem lắm, mà phim này cháu phải xem hết mới được. Ủa, ông làm gì vậy? Ông tua nhanh thế làm gì? Ông muốn xem luôn đoạn kết nó như thế nào. Chứ thấy ông này khổ quá, không biết lấy lại được công bằng không. Ông ơi, ông dừng lại đi. Xem vậy sao hiểu được gì? Phim nào chả có hậu. Chỉ là xem diễn biến phim như thế nào thì mới hiểu được, cảm nhận được. Ông dừng lại đi, cho cháu xem nào. Đang hay. Dũng, nghe ông nói nè. Cháu có biết cháu vừa nói điều ông định nói không? Ông vừa nói gì ạ? Ông định nói về việc vẽ vời của cháu đó. Nó giống như việc cháu xem phim này đây. Ông nói kỳ quá. Vẽ là vẽ, phim là phim. Sao giống nhau được ạ? Giống đây. Việc xem phim mà tua nhanh cho đến cái kết cũng như việc cháu đốt cháy giai đoạn khi vẽ tranh. Cháu không học màu, không học bố cục, không thực nghiệm, cháu chỉ dựa vào chút năng khiếu có sẵn, cầm bút và cố gắng phát sao cho giống tranh mẫu.
Vậy thì cháu cũng chẳng thể được cái hồn của bức tranh. Cuối cùng là gì? Cháu chỉ thấy nó giống nguyên mẫu, vậy là đủ. Cháu... Hơn nữa, mỗi bộ phim cũng như một bức tranh, đó đều là tâm huyết của tác giả. Việc cháu bắt chước vẽ cho giống thì giỏi lắm, cháu chỉ bằng người ta thôi chứ không đi xa hơn được đâu. Cháu có thể học hỏi chứ không phải là bắt chước. Học hỏi để sáng tạo ra cái của mình. Nhưng muốn thành công, cháu phải nghiên cứu thật kỹ, không đốt cháy giai đoạn. Cháu hiểu không? Cháu hiểu rồi ông ạ. Cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cháu hứa không chép tranh nữa. Cháu sẽ tự vẽ nên những bức tranh mang thương hiệu của mình. Ông ơi, ông hướng dẫn cháu về cách dùng màu và bố cục nhé. Lâu nay cháu vẽ toàn kiểu đoán mò, với lại căng đại cho đúng khuôn hình thôi ạ. Được rồi. Ông sẽ dạy cho cháu. Giờ chúng ta xem xong bộ phim này đã nhé. Tình nghĩa vợ chồng. Chàng uống chén trà đi cho ấm bụng. Cảm ơn nàng. Sắp đến ngày lên kinh dự thi rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng đỗ đạt để báo đáp những tháng ngày khó nhọc vất vả của nàng. Chàng đừng khách sáo như thế. Vinh hoa phú quý thiếp đâu có màng. Chỉ mong trọn kiếp này được hầu hạ chồng con. Chàng trai đỗ đạt vinh hiển làm quan. Nhưng đó cũng là lúc mà người vợ hiền của chàng lâm trọng bệnh khó lòng qua khỏi. Phu nhân hãy dậy gắng uống thuốc đi. Bệnh thiếp thế nào thiếp biết, thuốc chẳng ích chi. Phu nhân hãy nghĩ đến ta mà gắng gượng lên đi, đừng bỏ ta mà. Phu nhân, xin đừng bỏ ta mà. Phu nhân. Thời gian trôi đi như nước chảy, người đi, đi mãi bóng nơi nào. Hay, từ ngày phu nhân mất, quan chả buồn ăn với ngủ gì nữa, lúc nào người cũng nhớ về quá khứ. Hay, cứ như thế này thì sức khỏe của quan nguy mất. Nè, anh mang đồ của quan đi đâu vậy? Tôi chuẩn bị để ngày mai quan đi ra ngoài. Quan đi đâu? Làm sao tôi biết được? Đây là đâu mà khung cảnh thật hoang vu u tịch. Cũng chẳng biết mình đã đi những đâu nữa. Khung cảnh phía trước rất lạ, ta phải tới đó xem mới được. Trời ơi, khu phế tích này là đâu? Giờ ta vào xem mới được biết. Những nét khắc đẹp quá, chắc chắn khi xưa nơi đây từng có một thời hoàng kim rực rỡ. Đúng là những gì thuộc về quá khứ luôn là những ký ức đẹp. Hiện tại thì thật là phũ phàng. Chào cụ ạ. Anh chắc là người từ phương xa tới đây. Dạ thưa cụ, vâng ạ. Thưa cụ, xin cho hỏi, khu này trước đây là gì thế ạ? Trước đây là một biệt phủ nguy nga tráng lệ, trải qua bao biến cố thăng trầm, giờ trở thành rêu phong như thế này đây. Sao anh lại thở dài? Có vẻ như anh đang mang nặng một tâm sự. Dạ thưa cụ, chẳng giấu gì cụ. Con đang buồn rầu vì mới mất đi người vợ yêu dấu, từng gắn bó với mình bao tháng ngày khó khăn vất vả. Lòng con nặng trĩu nỗi buồn thương nhớ. Ta hiểu, trong biệt phủ này, ta nghĩ rằng còn một nơi mà anh nên đến đây. Dạ. Anh hãy đi theo ta. Anh thở dài, lòng nặng trĩu nhớ về quá khứ. Tôi nhớ đến bức tượng này. Chắc anh không biết vì sao biệt phủ bị phá hủy đúng không? Vâng, tại sao thưa cụ? Người xưa truyền lại rằng thần Song Diện được giao trấn giữ biệt phủ.
Một mặt mái ngắm về quá khứ, một mặt hướng tới tương lai, cho nên để quân giặc lọt vào phá phách biệt phủ, gây nên cảnh hoang tàn, đổ nát này đấy. Song diện. Phải đây, gia vị thần ấy dành một diện, hoặc có thêm một diện. Chàng trai à, ta nói vậy chắc chàng hiểu. Hoài tiếc về quá khứ và nghĩ tới tương lai mà quên mất hiện tại, nên thành đã bị phá tan hoang thế này đây. Không ai ngăn người ta nghĩ về quá khứ, cũng không ai bảo đừng nghĩ về tương lai. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn phải sống cho hiện tại. Người vợ yêu quý yêu dấu mất đi, đau xót và buồn lắm. Nhưng mất thì cũng đã mất rồi. Quanh cậu còn biết bao người thân là bố mẹ, anh chị em, gia đình, rồi sự nghiệp và cả trọng trách với xã hội nữa. Hiện tại với biết bao điều bên ta, nếu như để trôi qua, chúng ta sẽ lại nuối tiếc hơn đó chàng trai à. Vâng thưa cụ, cảm ơn cụ, con đã hiểu rồi ạ. Hiện tại với biết bao điều đang ở bên ta, con xin đa tạ cụ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.